Thổ Nhĩ Kỳ hành xử không phù hợp và nên bị truất tư cách thành viên NATO. Đây là một luồng quan điểm đã được đưa ra trong nhiều năm nay, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Thổ Nhĩ Kỳ có những động thái khó hiểu trong cuộc chiến chống IS. Giới chức NATO nên suy nghĩ kỹ về việc liệu có thể kham nổi một chính phủ nông nổi trong vấn đề biên giới như Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Đủ để tồi tệ cho NATO khi phải ủng hộ một đồng minh manh động hiếu chiến, có thể lôi kéo các thành viên khác vào một cuộc chiến kinh hoàng với một quốc gia hạt nhân. Nhưng còn tồi tệ hơn thế khi đồng minh đó cho thấy dấu hiệu không thể nhầm lẫn được của việc đang hậu thuẫn cho một kẻ thù mà liên minh muốn tiêu diệt. Nếu với nỗ lực của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng khống chế Nga, thì điều này sẽ là trở ngại với việc thiết lập một liên minh quốc tế chống khủng bố. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng họ không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút khỏi NATO. Dĩ nhiên, vì điều này sẽ là một sai lầm khủng khiếp, nhưng thực tế rằng các quan chức và các chuyên gia quốc phòng đã phải đặt ra vấn đề này cho thấy các nước đồng minh đang e ngại việc phải trông cậy vào Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết khủng hoảng. Việc một quốc gia trở thành thành viên NATO không phải là chuyện nhỏ, vì sự tấn công một quốc gia thành viên được coi là sự tấn công với cả một khối hiệp ước. Bởi vậy, việc leo thang căng thẳng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nếu dẫn đến xung đột vũ trang thì có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Bởi vậy, thành viên NATO bắt buộc phải là những nước hành xử có lý trí,